Cảm ơn quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, trong số đối thoại tuần trước khi mà chúng tôi cùng các khách mời bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam thì chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của quý vị khán giả liên quan tới những nội dung mà các khách mời đã trao đổi liên quan đến việc là chúng ta lựa chọn công nghệ như thế nào, vận tốc ra sao, tuyến đường, vận tải hành khách hay vận tải hàng hóa và rất là nhiều những nội dung liên quan tới câu chuyện kỹ thuật. Thì đó là lý do tại sao ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mời tới trường quay của đối thoại và các khách mời am hiểu về chủ đề này để cùng giải đáp cho quý vị khán giả những câu hỏi mà quý vị đã gửi cho chúng tôi và cũng như chúng ta có thêm những phương án thật hiệu quả cho dự án đường sắt này. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Nguyễn Quang Khai, cựu đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, giám đốc chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng của Đại học Việt Nhật, phó chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam. Nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Ký, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quân, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn bốn khách mời đã đến với trường quay của đối thoại và tiếp tục cùng chúng tôi giải đáp những ý kiến của quý vị khán giả liên quan tới dự án này. Chúng ta đưa ra những phương án làm thế nào đấy để mà có thể là tất cả mọi người đều có một cái sự đồng thuận nhất định đối với cả dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì trước khi mà chúng ta cùng thảo luận những nội dung mà khán giả đang rất là quan tâm thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Tôi cũng qua các thông tin báo chí thì cũng được biết một số thông tin liên quan đến các cái vấn đề kỹ thuật chính. Khi mà nói về cái dự án khổng lồ này thì vấn đề kỹ thuật nó có rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta đề cập đến thứ nhất là vấn đề động lực phân tán. Thì xưa nay tôi cũng có theo dõi các loại phân bổ động lực trên các đoàn tàu điện cao tốc. Thì đúng là cái động lực phân tán nó có cái ưu điểm rất là lớn. Đó là nó chia được cái phần sức nặng của phần máy chạy tàu ra thành hai hoặc ba toa tàu, thì như vậy nó tránh được cái tình trạng là tập trung cái sức nặng quá nhiều lên một toa tàu. Thì cái toa mà đầu kéo đấy, nếu mà chúng ta theo cái phương thức động lực tập trung hết cái sức kéo về một cái đầu, thì cái đầu tàu đấy nó sẽ nặng, và cái sức nặng đó nó sẽ khiến cho chúng ta phải xây dựng cái hệ thống cầu cạn nó chịu được cái lực của cái đầu kéo đó trên toàn tuyến, là một cái vấn đề mà ảnh hưởng rất lớn đến chi phí đầu tư. Cho nên tôi nghĩ cái phương án động lực phân tán là cái phương án phù hợp. Như tôi vừa trao đổi lúc nãy đấy, với cái công nghệ động lực phân tán thì tôi rất là ủng hộ và cũng rất là đồng ý với ý kiến và quan điểm của anh Đình. Đấy, tuy nhiên là cái mà tôi cũng như lúc nãy tôi cũng có trao đổi là tôi đang rất phân vân, đó là công nghệ động lực phân tán hiện nay đang là công nghệ tiên tiến. Đấy, đang được nhiều nước áp dụng, nhưng mà nó là đang áp dụng ở giai đoạn có thể xem như là giai đoạn giữa của cái công nghệ đấy rồi. Bởi vì ví dụ như Nhật người ta áp dụng từ năm 1964 cho đến tận nay với đường sắt Shinkansen. Đấy. Và đến giờ thì là ở Trung Quốc áp dụng cái công nghệ đấy, nhưng mà người ta cải tiến hơn và đạt được tốc độ cao hơn. Và hiện giờ thì công nghệ Maglev thì người ta đang phát triển rất là mạnh, chưa kể là công nghệ Hyperloop. Công nghệ Hyperloop thì nó có thể đưa đoàn tàu di chuyển tốc độ lên đến 1.200 km/h. Thì với công nghệ Maglev mà như Nhật Bản đang áp dụng hiện nay thì nó có thể, như tôi nói, là khi mà người ta dự kiến là đưa vào khai thác chính thức thì đạt tốc độ khoảng 700 km/h. Và chưa kể là cái công nghệ Maglev đấy thì người ta đã thử nghiệm từ bao nhiêu năm nay, là từ Trung Quốc và cho đến sang đến Nhật Bản thì người ta đã thử nghiệm rất là nhiều đấy, và người ta thấy rằng nó rõ ràng nó có những cái ưu việt. Nhưng mà cái mà cái công nghệ cải tiến của Maglev hiện giờ đấy mà Nhật người ta đang áp dụng mà như tôi nói là 700 km/h thì có lẽ là sẽ là cái công nghệ của tương lai. Mà trong khi đó ta đang xây dựng cái đường sắt này là cho đường sắt cho tương lai, chứ không phải cho đường sắt này là cho hiện nay, mà là cho 10 năm sau, 12 năm sau và cho đến tận là 30 năm sau, tới 2050 mới hoàn thành. Thì khi đấy là rõ ràng là công nghệ đã bị có một khoảng trống rồi, khi đấy ta sẽ đi vào cuối công nghệ mất rồi. Đấy, tuy nhiên cái đấy nó phải cân đối giữa cái suất đầu tư, tức là liên quan đến vấn đề là cái tổng vốn đầu tư nữa, thì tất nhiên khi đấy ta phải cân đối một cách rất là hài hòa. Tôi nghĩ thế này, tôi là một chuyên gia về vấn đề kinh tế và đô thị, thì tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta đã là một nước công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đang trong quá trình như thế. Và đã là một nước công nghiệp hóa hiện đại hóa thì hệ thống giao thông nó phải là đi vào điện khí hóa. Thì do đó cho nên là cái việc mà bàn về cái hệ thống đường sắt tốc độ cao Bắc Nam ấy, thì chúng ta đã bàn nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa có quyết định của Quốc hội để mà làm, thì tôi nghĩ là quá chậm. Bởi vì sao? Bởi vì là đất nước ta thì dài, hình chữ S thì chúng ta biết. Và cái kết nối giữa thủ đô Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh
đấy là sự kết nối của hai cái nền kinh tế rất lớn của hai đầu đất nước, và lại cái tuyến đường đi qua là trên 1.550 km, như thế thì đã đi qua gần như là tất cả những cái đô thị lớn của Việt Nam, dân đông, có cảng biển, có sân bay, có những cái phát triển đô thị rất lớn. Thì cái việc mà kết nối giao thông của tốc độ cao thế, nó sẽ tạo nên cái sự phát triển rất lớn cho đất nước và đặc biệt là cho hệ thống đô thị. Vâng, thưa các khách mời, vừa rồi chúng tôi đã tổ chức một chương trình đối thoại và đã bàn rất là sâu về vấn đề kỹ thuật. Thì trong đó đầu tiên các khách mời đều rất quan tâm tới công nghệ chúng ta lựa chọn. Thì công nghệ động lực phân tán cũng có rất là nhiều những ý kiến khác nhau xoay quanh cái công nghệ hiện nay chúng ta lựa chọn. Thì không biết là ngày hôm nay các khách mời đều là chuyên gia và đặc biệt là có rất nhiều thông tin, thì các khách mời có thể cung cấp là với cái công nghệ như vậy thì có vấn đề gì cần lưu ý không ạ? Thì chắc là trước là tôi xin mời ý kiến của khách mời từ trường Đại học Giao thông Vận tải trước không ạ? Vâng, theo tôi thì hiện nay có hai công nghệ, một là công nghệ động lực tập trung ở hai đầu máy kéo và công nghệ phân tán. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi nghiêng về cái công nghệ động lực tập trung, bởi vì cái đó đã được thế giới sự phát triển rất tốt rồi. Chúng ta có thể thừa hưởng được cái công nghệ của họ. Thứ hai là khi sử dụng cái công nghệ động lực tập trung đó, thì cái công suất dành cho chuyên chở sẽ lớn hơn. Vì vậy về khía cạnh là khai thác cũng như bảo dưỡng cũng như đầu tư thì nó thuận lợi hơn là cái công nghệ phân tán, là công nghệ tương đối mới. Nhưng mà theo tôi thì trong những cái giai đoạn bảo dưỡng hoặc là đó nó sẽ khó khăn hơn. Vâng, với các khách mời khác thế nào? Tôi xin chia sẻ. Tôi thấy rằng là động lực tập trung ấy thì nó ra đời sau, trước nữa thì nó là động lực chính. Thế nhưng mà trong quá trình phát triển thì có thể nói là động lực phân tán thì nó đã cứu nguy cho đường sắt. Động lực tập trung trong buổi điều tra gần như là đã bị xóa sổ đường sắt rồi. Trước đây là đường sắt là đại diện của thế hệ 1.0. Cho nên là nó làm nhiệm vụ chuyên chở hàng nặng, hàng siêu trường, siêu trọng. Chủ yếu là cái thế kỷ đấy là thế kỷ khai thác tài nguyên thiên nhiên, cho nên cần phải vận chuyển những cái hàng nặng. Nếu như là động lực tập trung thì nó tất cả hàng lực kéo và trọng lượng nó nằm ở cái đầu máy kéo, hoặc là chia đôi thành đầu máy kéo và đầu máy đẩy. Thế thì bây giờ nó sẽ thế hệ không, là nó thay bằng tất cả 16 cái toa đều là động lực. Như vậy mỗi toa, cái động lực ở trong mỗi toa nó được chia ra nhỏ bằng 16 hoặc là 8 lần của cái đầu máy lớn. Vì có đầu máy nhỏ, trọng lượng nó nhỏ như thế cho nên là nó có rất nhiều cái lợi. Chẳng hạn như là cái lực. Tức là ông Ký đang nói về cái động lực phân tán đấy ạ. Vâng, động lực phân tán. Cái ưu điểm của động lực phân tán đấy ạ. Vâng, thì ưu điểm của nó là nó sẽ làm cho cái lực tác dụng xuống đường nó nhỏ. Đấy, và thứ hai là trọng lượng trục nó nhỏ. Trọng lượng trục nó nhỏ thì tiêu tốn năng lượng nó cũng ít. Đấy, thứ ba nữa là duy tu bảo dưỡng đường nó cũng ít nữa. Tức là như tôi hiểu là ông Quân thì nói là động lực tập trung thì tốt hơn. Hiện nay là nó vàng. Còn ông Ký lại nói là động lực phân tán thì có nhiều ưu điểm hơn. Vâng, cũng có khuyết điểm. Vâng. Nhưng mà chúng ta đang lựa chọn công nghệ động lực phân tán đúng không ạ? Vâng. Với cái đường sắt tốc độ cao này. Không, bây giờ là quan điểm là chúng ta cũng chưa xong dự án. Vâng. Và xin nhắc lại là đây là những dự án tiền khả thi. Vâng. Thế cho nên là chọn công nghệ là một cái việc mà phải chọn từ giai đoạn tiền khả thi. Ông Đức nghĩ thế nào? Vâng, thứ nhất là hiện nay thì nếu nói về công nghệ tàu cao tốc thì chúng ta để áp dụng được công nghệ nào thì chúng ta phải hiểu, tức là những cái điểm mạnh của cái công nghệ đấy, cũng như điểm yếu của công nghệ đấy. Thì hiện nay có thể nói là trên thế giới có 4 cái công nghệ tàu cao tốc. Công nghệ thứ nhất đấy là gọi là công nghệ kéo đẩy, tức là một đoàn tàu có toa đầu và cuối để kéo và đẩy, nói nôm na là như vậy. Thế thì cái ưu điểm của cái công nghệ như thầy vừa nói thì thứ nhất đây nó là công nghệ đầu tiên. Cái thứ hai nữa, nhưng nó có nhược điểm ở chỗ, tức là vì công nghệ kéo đẩy như thế cho nên, và cái ưu điểm thứ hai nữa là cái depo là chủ yếu là sửa đầu máy thôi. Đấy. Thế còn có cái nhược điểm, tức là cái lực tác dụng lên trục nó rất lớn, đấy là 17 tấn maximum. Cho nên cái lực ma sát nó rất lớn và vì thế cái thi công xây dựng đường sắt nó sẽ tốn kém hơn. Thế còn công nghệ
lực phân tán đấy là công nghệ, và cái công nghệ này thì thường áp dụng đối với nước châu Âu, tức là đường tương đối là bằng phẳng, không qua đồi dốc hầm cầu đấy. Thế nhưng chính vì cái công nghệ đó nó không phù hợp với nước Nhật, cho nên người ta phải nghiên cứu một công nghệ nó phù hợp hơn. Thì cái công nghệ phân tán, lực phân tán ra đời năm 1964 của nước Nhật. Thế và công nghệ đấy tức là lực được phân tán đều trên các trục và mực nó nhỏ hơn, tới 10 tấn thôi. Và vì thế cho nên cái giá thành xây dựng đấy về xây dựng nó sẽ rẻ, nó sẽ giảm đi. Nhưng bù lại đấy thì nó lại phải depo và nó lại phải là bảo dưỡng cho mỗi toa xe, cho từng toa xe một. Cái công nghệ thứ ba là công nghệ coi như là nói cái tiếng Việt nôm na cho mọi cùng hiểu, tức là điện từ trường. Maglev à? Vâng, maglev và điện từ trường như thế thì tức là khi vận tốc có thể lên đến 570 km một giờ. Và cái đấy thì hiện nay trên thế giới mới chỉ có hai nơi thôi. Đấy là từ Thượng Hải đến sân bay. Và cái đấy đầu tư rất lớn là 1,1 tỷ đô trên khoảng cách có 30,5 km. Cái thứ hai nữa hiện nay ở Nhật cũng đang bắt đầu xây dựng từ Tokyo đến Nagoya là khoảng 250 km đã xây dựng rồi. Còn công nghệ thứ tư, đấy là công nghệ tức là từ trường nhưng mà lại trong chân không. Đấy, đây là công nghệ thí điểm thôi. Và người ta mục tiêu tức là làm giảm cái sức cản của không khí. Và vì thế cho nên tốc độ có thể đạt đến 1.200 km/h. Và hiện nay thí điểm thì mới đạt được, trên thực tế công nghệ này là 320 km thôi. Sở dĩ tôi muốn nói hai công nghệ sau, đấy, bởi vì trong cái phóng sự trước, đấy, thì tôi có nói có một ý kiến, có nói rằng là chúng ta phải tính đến tương lai. Bởi vì hiện nay chúng ta áp dụng công nghệ hiện nay, thì vài chục năm sau thì công nghệ mới nó sẽ ra đời và lạc hậu rồi. Thế nhưng mà với cá nhân tôi thì tôi cho rằng là với cái điều kiện của Việt Nam đấy, và cũng phải nhấn mạnh rằng là hiện nay đối với những nước dùng công nghệ kéo đẩy thì với cái công nghệ tức là lực phân tán mà người ta đã ứng dụng rất nhiều thì rất nhiều nước châu Âu cũng đã bắt đầu chuyển sang cái công nghệ lực phân tán đấy. Và với cái kết luận như vậy thì về cá nhân tôi thì tôi cho rằng là với cái bốn công nghệ như vậy thì thực ra là hiện nay cái công nghệ lực phân tán đấy là rất phù hợp. Vâng. Ông Đức chắc vừa nhắc tới ý kiến của một khách mời tuần trước nói về công nghệ Maglev và Hyperloop đúng không ạ? Lo lắng là 30 năm nữa thì không biết là cái công nghệ chúng ta chọn hiện nay có bị lỗi thời không? Không biết là ông Khai đã đi rất là nhiều nước trên thế giới rồi, ông Khai có những ý kiến đóng góp gì không ạ? Tôi thì không phải là nhà kỹ thuật. Nên là ba chuyên gia đây thì am hiểu rất nhiều và đã có những ý kiến về đấy. Thì tôi không dám có những cái ý kiến về vấn đề kỹ thuật. Nhưng mà tôi hiểu rằng ấy, là ở đây nó có hai loại đường sắt. Một đường sắt theo cái kiểu Shinkansen của Nhật và chuyên chở khách. Và một cái loại đường sắt thứ hai, tức là cái đường sắt hiện nay của Việt Nam đấy, từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh thì để chở hàng hóa và chở khách. Thế thì theo tôi hiểu thì là chính phủ rồi quốc hội rồi các ngành của ta hiện nay đang bàn về một cái dự án tức là Shinkansen, đúng không ạ? Rồi dự án gì Maglev vân vân thì tôi thấy rằng ấy là bản thân tôi thấy rằng ấy là tính đến cái đó là tốt thôi. Nếu mà mình ở trong cái Việt Nam ấy, mình có một cái dự án như thế là hết sức tuyệt vời. Bởi vì cái dự án đấy nó đòi hỏi một cái nhu cầu kỹ thuật mà rất cao. Mà hiện nay ấy, theo tôi biết thì trên thế giới chỉ có 20 nước là có cái 22 nước là có cái dự án này thôi. Trong đó 16 nước là có tốc độ trên 250 km. Vâng. Rồi này, như Nhật này, Thụy Điển này, Đức này, rồi Pháp này, Anh này là những nước cực kỳ phát triển. Vâng. Thế thì tôi chưa thấy có một nước đang phát triển nào có một cái dự án như thế này cả. Mà nếu mà mình ấy là có Malaysia. Malaysia vừa rồi bỏ rồi. Thế tôi nói là hiện nay đang ấy thì là chưa có một cái nước đang phát triển nào là có một cái dự án kiểu như là Shinkansen của Nhật. Thế thì tôi cũng hơi phân vân là với một cái mức đầu tư lớn như thế. Tất nhiên là tôi đã nói rồi là nếu mà có một cái dự án như thế là tuyệt vời. Thế nhưng mà với một cái ngân sách của mình như thế, với cái điều kiện phát triển kinh tế của mình như thế mà tính tới một cái dự án như thế thì tôi nghĩ rằng là đấy như giáo sư vừa rồi nói là sẽ đẩy cái nợ công lên 57 tỷ đô la để cho một cái dự án như vậy thì tôi thấy là nó hơi không hiện thực, không hiện thực. Nguyên nhân tại sao chúng ta cần phải có cái dự án như thế này, nó mang lại những lợi ích gì thì có lẽ là ngày hôm nay chúng tôi lại muốn tập trung kỹ hơn vào những cái nội dung mà liên quan tới dự án sắp tới, đặc biệt liên quan đến vấn đề kỹ thuật đấy ạ. Chúng ta sẽ bàn tiếp về phần đấy trong cái nội dung sau một chút ạ. Chia sẻ. Mỗi nước mà người ta quyết định chọn cái công nghệ nào, người ta đều phân tích, tính toán ưu nhược điểm và sự phù hợp với lại điều kiện người ta. Thế còn ở đây thì tôi thấy rằng là tư vấn
sơ suất một tí, thành ra là lúc mà phân tích các công nghệ này thì nó phải có một cái điều kiện ràng buộc là không phải là làm 5-30 cây 1-200 cây mà làm cho cái tuyến của mình là nó dài 1.500 cây. Thì xem rằng là lúc ý mới xem rằng là những cái tuyến nào người ta đã làm như thế, tức là nó phải có cái điều kiện áp dụng cái công nghệ đấy. Thì chứ tại vì là nó phải có điều kiện kinh tế, điều kiện xã hội. Chẳng hạn như là người Nhật, người ta làm cái đường Shinkansen lúc ý là thu nhập bình quân GDP của người ta đầu người là có 2.000 đô đó. Và chúng ta hiện nay là 2.830 đô. Thì tôi thấy là nó cũng tương đương. Thế nhưng mà Trung Quốc người ta cũng đang là có một số tuyến là người ta cũng chuyển sang làm động lực phân tán. Rồi là Pháp, tuyến Đại Tây Dương người ta cũng làm động lực phân tán. Thì có thể nói rằng là cái chỗ đấy là tư vấn Teddy phân tích là đúng đắn. Ông Kỳ có rất là nhiều những thông tin mà rất là sâu để cung cấp cho quý vị khán giả liên quan tới cái việc là chúng ta lựa chọn công nghệ nào ạ. Không biết là ông Quân từ đầu đến giờ có biết bao nhiêu ý kiến liên quan động lực phân tán mà ông Quân lại nói về động lực tập trung, ông Quân thấy thế nào? Vâng, tôi xin phép nói hơi dài một chút về thế này. Thứ nhất là chúng ta phải xác định với nhau, như tôi buổi trước tôi đã nói, 57 tỷ đô là 57 tỷ đô tổng thể. Còn đường riêng đường sắt, đặc thù của vận tải đường sắt là ghép nối tiếp cho các phần tử. Anh toa xe liên quan anh đầu máy liên quan với ga, ga liên quan với hành khách, chứ không phải là ghép song song các phần tử. Ví dụ như hàng không người ta chỉ quan tâm đến cảng. Anh cải tiến cảng thì nó tăng được năng lực chuyên chở. Anh đường bộ là cũng ghép song song, nên anh chỉ cải tiến làn đường thì là anh tăng năng lực. Nhưng riêng đường sắt thì anh phải cải tiến đồng bộ tất cả, từ ga, từ đường cho đến toa xe đến đầu máy. Thông tin tín hiệu đồng bộ với nhau nên chi phí đầu tư rất lớn. Vì vậy đối với đường sắt là không được đầu tư cùng một lúc, người ta lại đầu tư theo giai đoạn, phân bổ theo giai đoạn. Trước mắt thì chúng ta chọn cái Hà Nội Vinh và chúng ta chỉ trên vận tải khách, và hai cái khu đoạn đó là cái mật độ khách lớn nhất. Vì vậy chúng tôi cũng rất đồng ý là làm hai đoạn đó trước. Thế nhưng chúng ta phải hiểu này, đường sắt tốc độ cao và đường sắt cao tốc nó có hiệu ứng, họ gọi là hiệu ứng lan tỏa, hiệu ứng butterfly, hiệu ứng con bướm. Người Hàn Quốc đã làm những con số thống kê một cách rất chính xác là khi tổ chức chạy tàu KTX tốc độ cao, đường sắt cao tốc của Hàn Quốc từ Seoul cho đến Dongun và từ Seoul cho đến Busan ấy, thì đã thu hút được 80% thị phần của hàng không khi mà thời gian chạy tàu dưới 2,5 giờ. Và đây chúng tôi xin nói là thời gian là thời gian chuyến đi chứ không phải là thời gian lữ hành, tức là anh phải tính từ ở nhà. Còn ở đây chúng tôi nói thật là nếu chúng ta đi hàng không mang tiếng là bay trên trời là 1 tiếng 45 phút. Nhưng thực ra ta phải đến cảng trước 2 tiếng đồng hồ, từ Hà Nội lên sân bay lên. Tổng cộng thời gian chuyến đi nó cũng phải độ 6-7 tiếng. Chưa kể là chậm. Thứ hai là khi mà tổ chức đường sắt cao tốc thì thay đổi về phương thức đi lại. Người ta đang có xu hướng sử dụng những cái phương tiện ta tạm gọi là tốn nhiên liệu như đường bộ, thì có đường sắt cao tốc họ để chuyển sang thay đổi về thói quen đi lại. Người ở Hàn Quốc, đây là số liệu tôi có, họ đã chứng minh rằng nếu như hiện nay đang đi tức là hệ số đi lại là 1, nhưng khi có đường sắt cao tốc thì hệ số đi lại nó sẽ là 1,2 hoặc 1,3. Tức là tự nhiên ta thích đi, người ta cảm thấy là đi lại nó thuận tiện. Và thứ ba là thay đổi về cái phạm vi kinh tế xã hội, ví dụ du lịch nhiều, các tổ chức hội thảo nhiều. Do đó là cái tiền mà chúng ta bỏ ra ngay lúc không phải là 5-7 tỷ, nó sẽ là một số tiền nhỏ hơn. Và thứ hai là những cái tác động đó nó sẽ là kích thích để anh ấy đầu tư ngược lại. Thế nên là tôi cho rằng cái nợ công nó tăng thì nó chỉ tăng ở mức độ nhất định, và chúng ta phải tính cái hiệu ứng lan tỏa đó để thu hút. Và tại sao tôi vẫn nghiêng về động lực tập trung, bởi vì sao? Bởi vì cho đến hiện nay động lực tập trung là cái chi phí nó nhỏ hơn cái động lực phân tán. Ở chỗ là chúng ta có thể lợi dụng cái công nghệ, chúng ta lợi cái chi phí về bảo dưỡng sửa chữa, sức kéo nó nhỏ hơn. Và sau này khi mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể nâng cấp lên động lực phân tán, không có gì khó cả. Và trong cái giai đoạn hiện đầu tiên, ta tạm gọi là thời gian quá độ này, thì nên sử dụng động lực tập trung. Cái mà thế giới người ta đã rất là thạo rồi, rất là thạo rồi.
Còn dù sao thì động lực phân tán cũng là rất hay và cái xu hướng thế mới của thế giới. Nhưng như tôi nói là khi chúng ta đi sau á, mà chúng ta làm ngay một cái hiện đại như vậy á, thì tất cả phải đồng bộ từ hệ thống hạ tầng, từ sức kéo, từ thông tin dữ liệu vân vân, và cái đó nó sẽ làm đội giá lên. Ông Đức thế nào? Tôi thì làm đại Việt Nhật. Đấy, thứ nhất là đi Nhật rất nhiều, tiếp xúc với cả chủ tịch tất cả các hiệp hội giao thông vận tải của Nhật Bản rồi. Thế thì chỉ như thầy nói hoàn toàn đúng, trong cái kiến nghị mà chúng tôi đề nghị với lại Quốc hội cũng như là bộ phận dự án là phải đề ra các cái tiêu chí. Đấy, cái tiêu chí như thế nào để mình đánh giá. Thế thì chọn cái công nghệ của Nhật Bản thì đáp ứng cái tiêu chí rất là hiện đại. Đấy, bởi vì tôi có xem những cái tranh luận của những cái giới chuyên môn trong lần trước thì người ta nói rằng có người thì nói cũng như của thầy là tiết kiệm. Đấy, đúng rồi. Đấy, vì là những lực ma sát rất lớn. Đấy, cho nên là cái phần xây dựng là đường, nhưng mà cái phần xây dựng đường sắt nó sẽ tốn kém hơn. Còn ngược lại là nếu như là phân tán thì chi phí xây dựng đường sắt nó sẽ ít đi, nhưng duy tu bảo dưỡng thì lại rất tốn kém. Nhưng mà Nhật người ta lại cải tiến rồi. Đấy, chúng tôi đã rất chính xác, cách đây 10 năm là có ý kiến như vậy, và chúng tôi phải xác định là phải nhờ các cái chuyên gia cả bên Nhật để chính xác xem công nghệ của Nhật như thế nào. Theo những thông tin chúng tôi được biết thì hiện nay công nghệ Nhật đã cải tiến rất nhiều, họ cũng nhận thức được cái yếu điểm đấy. Chính vì thế cho nên tôi nói là còn nếu như cái công nghệ ví dụ 570 km/h, 1000 km/h thì đương thử nghiệm rồi. Đấy, bởi vì cũng có ý kiến là ví dụ khoảng 4-5 năm sau chúng ta đi sau, khi khánh thành rồi thì nó lại hiện phụ lại chậm so với thế giới. Nhưng tôi cho rằng đấy, thì với tất cả những cái gì trên thực tiễn diễn ra trên thế giới năm vừa rồi thì tôi cho rằng là cái công nghệ lực phân tán thì nó phù hợp đáp ứng cái tiêu chí như thế. Bên cạnh cái việc điện khí hóa đấy, thì tôi cũng phải nói Nhật Bản hoặc Hàn Quốc là những nước đấy mà điện hạt nhân người ta đã chiếm cái tỷ lệ 40% điện hạt nhân, cũng như là rất lớn. Nên ngày hôm nay mà vấn đề chỉ là vấn đề ban đầu là cung cấp điện đấy, cho cái hệ thống đấy là vấn đề chúng ta cũng phải suy nghĩ đấy, để gợi ý cho các cái chuyên gia và những người chuẩn bị đề án. Thế và còn điểm thứ ba nữa thì như vậy là cái đề xuất là cái thời gian đầu thì 160 km/h, thì cũng phải nói thế này, thực ra là cách đây 10 năm ấy, thì các nhà khoa học hội thảo đấy chính đề xuất như vậy. Đề xuất như vậy là xuất phát từ cái chỗ là tâm lý của người Việt Nam chưa quen với vấn đề kỷ luật. Ở Nhật ví dụ như là tàu nhanh hoặc chậm 4 phút 4 giây là người ta xin lỗi rồi. Nhưng của Việt Nam một khi 4 giây là khi lỗi xin lỗi là chưa kịp bắt tay nhau thì tạm biệt. Và người ta chưa quen, cho nên lúc đấy các đại biểu rất lo rằng là sợ một cái tốc độ cao thì nó chưa phù hợp với tâm lý thói quen của người Việt Nam. Nhưng sau 10 năm thì tôi lại thấy khác. Đấy, bởi vì rõ ràng là người Việt Nam như vậy là kinh tế chúng ta phát triển và hội nhập với thế giới hơn. Thế cho nên là việc cái đề xuất 160 km/h để thử nghiệm trước thì tôi cũng thấy chưa căn cứ sở lắm, thì chúng ta có thể cân nhắc thêm để cho nó phù hợp. Đấy là một số ý kiến tôi cũng muốn bổ sung thêm. Đó là hai điểm chúng ta cũng nên bàn ấy, về cái điện khí hóa cũng như là về cái tốc độ mà chúng ta đang đề xuất. Về cái tốc độ thì tôi nói thế này này, tức là tôi thực ra mà nói giáo sư Ký nói cái luật thì tôi cũng thường nói, nhưng mà thế giới người ta đã phân chia tốc độ để là nói theo thế giới. Tốc độ từ 80 đến 120 km/h là tốc độ thường, 120 đến 160 km/h là tốc độ vừa, 160 đến 200 là tốc độ cao, 200 đến 400 là cao tốc, và trên 400 là siêu tốc. Thế thì mỗi một tốc độ, tiêu chuẩn tốc độ thì nó lại kéo theo các tiêu chuẩn về hạ tầng, tiêu chuẩn về đầu máy con xe, tiêu chuẩn về thông tin liệu. Tôi nói ví dụ bán kính đường cong như giáo sư Ký vừa nhắc ấy, của cái hệ đường 1435 nó là 5,10 mấy cân/2 R đúng không? Thì rõ ràng là nếu tốc độ anh càng cao thì cái bán kính đường cong nó phải cao lên. Bán kính đường cong lên nó sẽ kéo lên ảnh hưởng đến cái chi phí xây dựng. Và đặc biệt cái khu miền Trung của chúng ta thì các đại biểu cũng biết rồi. Theo cái dự báo nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ấy, thì sau 100 năm nữa thì cái khúc miền Trung của chúng ta sẽ nước biển nâng cao từ 0,5 đến 1 mét. Lúc đó thì cũng phải đi cầu cạn, mà cầu cạn với một cái bán kính lớn như vậy thì chi phí rất lớn. Thế nên là tôi cho rằng là đầu tiên là 160 km/h cũng không phải là nó chỉ thuần túy về cái thói quen người Việt, mà chính là cái chi phí đầu tư về hạ tầng. Thứ hai là cái đầu máy toa xe, cái phương tiện chuyển động 100, tức là ở cái đường sắt tốc độ cao và cao tốc là nó chênh nhau một khoản tiền rất lớn, chi phí rất lớn. Tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ cần phải có một cái nghiên cứu kỹ hơn nữa. Bây giờ đường cả về vốn cũng như là về kỹ thuật, chứ không phải là chỉ trong một vài cuộc hội thảo xong mình có cái quyết định này. Vì vốn ấy, thì anh phải xem rằng là có một cái dự án thế có khách đi không ta, và trong bao nhiêu năm thì anh có thể thu hồi lại được vốn. Thì lúc bây giờ anh mới nói được là anh thanh toán được nợ công, chứ không có bây giờ cứ 57-58 tỷ đô la thì làm sao anh có thể trả được. Thế thì đấy, như anh thầy giáo vừa nói thì phải nói rằng là trong cái giai đoạn đầu tôi nghĩ rằng là
sẽ rất ít người đi, sẽ rất ít người đi, phải không ạ? Vì người ta chưa có cái thói quen như thế. Bởi vì cái công nghệ này, cái Shinkansen này, tôi theo tôi nó chỉ phù hợp với những nước phát triển tiên tiến thôi. Chứ còn đối với Việt Nam, thí dụ như là mấy bà ra còn quang gánh rồi là con cháu ra. Mà tôi đã đi Nhật rồi, năm ngoái tôi có sang anh ạ. Thì tôi có đi Shinkansen từ Tokyo đến Osaka. Thì cứ mỗi một cái ga như thế họ chỉ đỗ vài giây thôi. Thì người Việt Nam liệu có có thể là lên được không? Rồi là kéo trẻ con rồi là gồng gánh rồi tất cả các thứ. Tôi nghĩ rằng là sẽ xảy ra rất nhiều tai nạn. Và khó có thể được khó có thể là điều mà nhiều đại biểu đấy mà nó rất là hay ở cái tức là về mặt một cái kỹ công thuật. Nghệ mới nó vào nó làm thay đổi cái thay đổi. Tập quán thay đổi cái suy nghĩ thay đổi cái tác phong tức là về cái tốc độ thì chúng tôi cho rằng cái này tức là khi người ta làm cái đường sắt tốc độ cao và cao tốc này là hướng tới cái tương thị trường hướng cái một cái phân khúc thị trường khác còn cái như anh Khai nói là người ta vẫn chạy tàu thường cơ mà, vẫn chạy tàu thường trên cơ sở cái hạ tầng hiện tại. Điều đó không có nghĩa rằng là nếu bà đi buôn thì bà cứ phải đi tàu cao tốc, không có đâu ạ. Đấy. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng rất đồng ý cái phương án là chỉ chạy riêng tàu khách. Lý do là theo cái luật đường sắt của Việt Nam á, thì cái thứ tự ưu tiên chạy tàu là đầu tiên chạy tàu khách, xong mới tàu hàng. Do đó khi chúng ta chạy nhiều tàu khách thì tàu hàng, cái năng lực thông qua dành cho tàu hàng rất ít. Nó phải tránh. Nó phải nhường. Bởi vì trên một cái tuyến đường một cái chỉ có một cái năng lực thông quan nhất định. Và bây giờ nếu anh chạy tàu khách thì giảm bớt tàu hàng. Thế nên là cái kỳ hạn chuyên chở bằng đường sắt hiện cho hàng hóa này rất lớn. Tôi nói ví dụ một lô hàng là một ngày nhận, một ngày giao là 2 ngày cộng cái thời gian vận chuyển là tính là bằng quãng đường chia cho tốc độ chuyên chở tính là 300 cây số một ngày hàng nguyên toa, nghĩa là từ đây vào Sài Gòn chúng ta mất đứt thì 8 ngày thì làm sao cạnh tranh được. Thế nếu chúng ta giảm bớt một lượng hành khách sang đi đường cao tốc thì cái năng lực thông qua dư thừa đó ta chuyển sang tàu hàng thì thời gian chạy tàu hàng nó sẽ giảm, năng lực chuyên chở tàu hàng lớn thì nó sẽ lại có sức cạnh tranh. Và rõ ràng tôi thấy là nếu cạnh tranh với hàng hải hoặc là cạnh tranh với đường thủy nội địa thì nó sẽ thành công và nó sẽ giảm tải cho đường bộ. Đấy là những cái lý do mà tôi cho rằng là cái công nghệ chạy riêng tàu khách là tôi cũng rất tán thành. Và như tôi nói ngay từ ban đầu là chúng ta đầu tư theo giai đoạn như vậy thì là tương đối hợp lý. Theo tôi thì cái suất đầu tư lớn nhất nó sẽ nằm ở trong khúc miền Trung. Và tạm thời chưa đầu tư thì nó sẽ giảm. Nó dài nhất và vừa phức tạp nhất. Thì trong cái đề án cũng nói là cái khúc miền Trung sẽ là cái khúc đắt nhất vì địa hình và yếu tố dài nhất. Nhưng ở đây muốn trao đổi thêm với các thầy tức là về vấn đề vận tốc. Thì khi đấy thì các đại biểu cũng thực ra vận tốc mọi người cũng tính rồi. Bởi vì giai đoạn đầu có thể là các chi phí kỹ thuật 160 km thì vận tốc thấp hơn. Nhưng khi toàn tuyến 320 thì như vậy nó phải nâng tốc thì lại đầu tư thêm. Cho nên nào cũng phải mất tiền cả. Đấy cho nên là người ta thấy là lúc đầu 160 là người ta lý do mà các chuyên gia trong cái hội thảo mà tôi chủ trì thì người ta nói lên như vấn đề của anh nói. Tức là chủ yếu vấn đề là tập quán văn hóa. Bởi vì khi chúng ta áp dụng với một bất kỳ một cái công nghệ cũng như một hình nào thì cái yếu tố văn hóa nó hết sức là quan trọng. Đấy, ví dụ như là cái công nghệ tôi lấy một công ty ví dụ như rất nhiều công nghệ nhà ở. Đấy, nước mình như phải mùa hè thoáng về mùa hè và ấm về mùa đông thì những công nghệ của Pháp rất phù hợp, trong đó rất nhiều khu chung cư cái cánh cửa sổ thoát là rất bí vì áp dụng nguyên sinh mô hình của nước ngoài. Đấy là một cái ví dụ mà tôi lấy ví dụ như thế. Thì cái mà đại biểu thế mà hôm trong hội nghị đấy mọi người cũng rất là bàn, thứ nhất là một trong lo nhất đấy là lo mọi người cũng đã nghĩ là bước đầu là cũng đã tính đến là chi phí bắt đầu thấp, nhưng khi mà đã thi công toàn tuyến thì lại phải nâng cấp lên thì cũng thế thôi đấy. Nhưng cái quan trọng nhất là đúng là lo nhất là cái tập quán đấy của người dân đã đáp ứng được hay chưa. Đấy thì đấy là cái lo. Nhưng ông còn nói là phân khúc là hoàn toàn phân khúc khác. Thứ hai là người ta đi nước ngoài cũng rất là nhiều, người ta đã quen dần. Đấy thì tôi nghĩ là như đấy là 10 năm trước. 10 năm câu trước chuyện mà tôi nói là 10 năm trước thì chính vì thế cho nên tôi nói là và đấy là góp ý của chúng tôi. Vâng. Nhưng hiện nay trong đề án như vậy thì chúng tôi mới quay trở lại góp ý. Thì tôi thấy là không có lý do nào để cho thấy tức là ứng dụng được, mà chúng ta nếu như áp dụng thì chúng ta có thể hoàn toàn áp dụng theo cái tiêu chí nước ngoài, tức là đáp ứng một cái tiêu chí đầu tiên. Đấy mà như trong nhiều tham luận vừa rồi tức là nó phải hiện đại so với thế giới. Vâng. Thì tôi cho rằng là cũng có thể áp dụng ngay được. Đấy, để chúng ta đầu tư một chút. Tốc độ cao hơn đấy. Vâng, đầu tư ngay từ đầu. Đấy bởi vì với cái đoạn như là Hà Nội và Vinh cũng như là thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang và với cái tốc độ với thời gian như vậy thì cũng như là số lượng của tàu đã cung cấp như ở các nước khác thì như vậy là đi máy bay chúng ta phải thời gian đến sân bay rồi còn làm thủ tục. Đấy thì như vậy là cái việc như thế thì cái vận tải với cái vận tốc cao mà như thế thì đáp ứng nhu cầu vận chuyển thì tôi nghĩ là có thể cạnh tranh được. Theo tôi thì cái Shinkansen cái dự án đường sắt cao tốc này
chỉ dùng chở khách được thôi. Lại câu chuyện khách thì vừa rồi tôi có đọc một cái hội thảo của Bộ Giao thông Vận tải, thì có một vị khách nào đấy nói rằng là trong 3 năm thì cái dự án này có thể vận tải 1 tỷ tấn hàng. Thì tôi cũng không biết là 1 tỷ tấn hàng lấy ở đâu ra. Và sẽ tiết kiệm cho ngân sách là 1 triệu tỷ đồng. Đấy, nếu thế thì quá nên làm quá rồi. Vâng. Nhưng mà theo tôi thì trên thế giới hiện nay chưa có bao giờ chưa có một cái dự án nào mà lại để mà đấy, cho nên là tôi mới nói rằng là phải nghiên cứu hết sức kỹ và kỹ càng cả về vấn đề số liệu rồi tất cả các thứ, và phải thuê chuyên gia nước ngoài. Chứ còn thì có khi một chuyên gia của mình mà chưa bao giờ đi Nhật cả, chưa bao giờ ấy cả, mà thì làm một cái đề án như thế thì tôi nghĩ rằng là những cái con số nó không chính xác thì sẽ dẫn đến cái dự án của mình nó thất bại. Tôi chia sẻ với các anh là cái kinh nghiệm làm đường sắt của Hàn Quốc ấy, thì mặc dù người ta đã chạy tốc độ 160 km/h rồi, đến lúc người ta làm cái đường tốc độ 300, thiết kế là 350 ấy, thì người ta đã làm theo cái hình thức là lập ra một cái cục đường sắt cao tốc, và sau đấy thì người ta tổ chức thiết kế và dự kiến là người ta sẽ thi công toàn bộ hạ tầng. Đấy, người ta chỉ có nhập hai thứ, một là đoàn tàu và hai là hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển. Đấy. Và yêu cầu là nước Pháp phải sản xuất một nửa là 90 số đoàn tàu ở bên Pháp thôi, còn 90 đoàn tàu nữa thì phải sản xuất ở tại nước Nhật, người ta tham gia sản xuất, và cuối cùng thì phải cấp cho người ta cái giấy là người ta được quyền đầu tư sang nước thứ ba. Đấy, người Trung Quốc. Thế nhưng mà người ta phải chịu sự hy sinh là người ta thiết kế xong thuê Pháp, thuê Đức thẩm định lại, thì người ta bảo rằng là cái đường này nó không phù hợp với cái tàu về mặt động lực học. Chắc là thầy Đức thì rất rõ cái này. Thế và sau đấy là cục trưởng đường sắt cao tốc ấy phải mất chức và người ta lại làm lại. Đấy, kinh nghiệm của Hàn Quốc ấy ạ? Vâng, tức là người ta ý là người ta phải tự lực và người ta phải nhận được cái chuyển giao công nghệ. Vâng. Đấy cũng chính là điều mà tôi rất muốn phát biểu ngày hôm nay liên quan đến thứ ba là vấn đề vốn. Vâng. Tôi cho rằng là chúng ta trong 22 nước mà tôi nói trên đấy là có cái đường sắt Shinkansen ấy, đường cao tốc ấy, thì hầu hết những nước này ấy, là người ta tự sản xuất được, chứ người ta không phải là như là bây giờ là đấy. Dự án của mình ấy là Nhật đầu tư 100%, đúng không? Đấy. Thì cái đó tôi thấy là rất khó cho mình. Và sau này rồi vấn đề điều khiển, vấn đề nó có rất nhiều vấn đề khác nữa thì tôi cho rằng mà ở đây ấy, tôi có đọc một cái thông tin nói rằng ấy, đúng là Nhật họ tốt với mình, họ sẵn sàng cung cấp ODA rồi các thứ này nọ, nhưng mà riêng cái đường sắt cao tốc này ấy, họ rất nhiệt tình. Thì trong cái thông tin đấy thì người ta nói rằng ấy, Nhật bây giờ là phát minh ra cái Shinkansen, và ở nước Nhật bây giờ không làm nữa, có mỗi một cái đường sắt Tokyo với lại ấy là hết cả chiều dài của nước Nhật rồi. Cho nên là họ bằng mọi cách họ cho vay với lãi suất thấp rồi các thứ để xuất khẩu cái Shinkansen này ra nước ngoài. Và Việt Nam thì họ đã rất là rất nhiệt tình để cho mình thực hiện cái dự án này. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy cũng phải là một cái khía cạnh mà mình cần phải chú ý, chứ không có thì cuối cùng là cũng là nợ lên. Tôi cũng rất là lo lắng về vấn đề là nợ công sau này có thể là trả được hay không. Tôi cũng đồng ý ông Quang Khai, bởi vì là đối với Việt Nam á, thì là công nghệ đường sắt cao tốc đương nhiên là công nghệ ngoại sinh rồi, anh không thể sản xuất được. Nhưng cái quy trình phát triển công nghệ sinh là gì? Là sàng lựa chọn, sàng lọc, nghiên cứu, trình diễn, triển khai. Tức là chúng ta có rất nhiều thời cái bước như vậy trước khi nó thành hiện thực. Thế thì trong giai đoạn này chúng ta nên lựa chọn rồi sàng lọc, chứ không nên quyết ngay là anh Shinkansen hay là anh TGV hay là anh ICE hay là KTX. Mà chúng ta nên có nhiều đặt lên bàn. Nhiều cái phương án để mời các nhà khoa học
họ giúp chúng ta sàng lọc ra một cái công nghệ nào phù hợp, xong rồi họ nghiên cứu thử và như trong lý thuyết gọi là trình diễn, thì trước khi chúng ta chọn, chứ ngay bây giờ chúng ta chọn ngay anh A, anh B, anh C thì theo tôi là hơi vội. Hiện nay thực ra là Nhật đã công nghệ điện từ trường đã làm tuyến đường sắt Tokyo Nagoya là 250 km rồi. Thì nếu gọi là thế hệ thứ gọi là tạm gọi công nghệ là 1, 2, 3, 4 thì hiện nay là họ đã bước sang công nghệ thứ 3. Thế cho nên là ý lo lắng của anh là cũng có phần đúng, nhưng mà tuy nhiên thì tôi cho rằng là một trong ý kiến của tôi cũng như của rất nhiều chuyên gia, tôi xin phép cũng được trình bày là người ta cũng mong muốn là làm sao tức là phải tự chủ chuyển tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để tức là làm sao tức là để có thể là sản xuất tại chỗ và giảm giá thành để chuyển giao công nghệ thật sự. Thì đấy là cái mong muốn, và tôi hy vọng là nếu với cái, tôi nghĩ là cái buổi thảo luận như này rất quan trọng, bởi vì đây chính là ý kiến của chuyên gia phản biện góp ý để những cái bộ phận xây dựng đề án có thể tiếp thu, và đồng thời cũng giúp cho rộng rãi, trong đó có đại biểu Quốc hội nắm được đầy đủ thông tin để chúng ta đưa ra những quyết sách đúng đắn. Thì tôi cho rằng là những cái tọa đàm như thế này là hết sức là quan trọng. Vâng, và chúng tôi đâu chỉ có tổ chức một tọa đàm mà còn rất rất nhiều các tọa đàm cũng liên quan chủ đề này để đóng góp ạ. Nhưng vì thế nên ngày hôm nay chúng tôi mới muốn là chúng ta tập trung vào một cái nội dung cụ thể để những cái đóng góp cho nó sâu hơn và thực sự là có nhiều thông tin, nhiều con số, nhiều phân tích. Vâng, như vậy thì nó sẽ có ích hơn ạ. Vâng. Tôi cũng đã có lần phát biểu rồi đấy, cái đường sắt nó gọi là đệm từ trường chứ không phải là điện từ trường. Đấy, thì tức là giữa cái đoàn tàu và cái đường nó có một lớp không khí từ trường như của Nhật ấy, thì là 10 cm, nhưng mà của Trung Quốc hiện nay là 1 cm. Thì cái trên thế giới hiện nay không có một cái đường sắt đệm từ trường nào dài 1.500 km cả. Thế mà chúng ta không thể chọn một cái đường sắt của chúng ta là mấy loại. Thế mà cái đường sắt ấy chạy 650 km rồi, nhưng mà là chạy thí nghiệm, và người Nhật còn nói rằng là tiếp tục chạy cho đến năm 2027. Thì thế chúng ta không thể có kinh phí nào như thế và lại nghiên cứu ở luôn trên cái đường ý nữa, để tuyệt đối không thể xảy ra tai nạn. Thì mà nếu mà nói về mặt thương mại thì trên thế giới chưa có cái đường sắt điện từ trường nào thì... quá đắt, có từ Thượng Hải thôi, từ sân bay đến Thượng Hải là như tôi đã nói là 30,5 kg, nhưng 1,1 tỷ đô, vô cùng là đắt đỏ. Trước khi người Nhật làm đường ý thì người Nhật cũng đã làm những cái đoạn ngắn ở cái khu gian ngắn có tên là Cung Kỳ rồi sau đấy mới làm được mấy trăm cây như thế thôi, chứ cũng không thể, người Nhật đến bây giờ cũng không thể làm 1.500 km chạy đệm từ trường mà tốc độ 650 km. Thế thì tức là ông Kỳ vẫn đang quay lại câu chuyện là lựa chọn công nghệ đấy ạ. Vâng, tôi nghĩ rằng là cái phải áp dụng cái điều kiện áp dụng từng công nghệ là cái gì, thì cái đầu tiên ai cũng nghĩ đấy là tài chính, kinh tế, khả năng kinh tế của nó phải phù hợp với đất nước mình. Đấy, thì với cái con đường, chiều dài con đường như thế, với lại cái địa hình như thế, kinh tế, xã hội như thế, thì tôi nghĩ rằng là cái Magnet và cái Hyperloop thì hãy tạm thời là gác sang một bên vì nó xa quá. Sau này nếu mà nước ta khá lên ấy thì cũng làm vài chục km ở sân bay đi về thành phố cho nó ách. Chứ còn bây giờ mà nghĩ đến như thế thì tôi thấy là như thế. Nó xa vời. Vâng ạ. Nhưng mà cái khu miền Trung ấy là hay có bão. Thì liệu cái kỹ thuật Shinkansen cao tốc như vậy nó có ảnh hưởng không? Đấy thì tôi cũng chia sẻ nữa là chúng ta nói rằng là lúc đầu chạy 200 km, sau này lên 300 km thì phải đầu tư nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là không phải đầu tư nhiều, vì đường với cầu, tất cả hạ tầng ấy, thì người ta đã thiết kế. Bởi vì cái nguyên tắc làm thiết kế là phải thiết kế cho cái tương lai xa, chứ không phải là thiết kế cho 10-15 năm gần. Thì người ta phải chọn các thông số trên cơ sở cái lượng hàng vận tải của 25 năm sau. Thế thì nền đường, bán kính đường cong vân vân, các cái yếu tố hình học của đường là được chọn cho
cái tốc độ 350. Thế còn chỉ có cái phần ở bên trên, có thể như là thông tin tín hiệu của đầu máy đoàn tàu mà nó chạy tốc độ 200 với lại 350 thì nó khác. Thì lúc ấy người ta nắp thông tin tín hiệu là 350. Một số ít phụ kiện phần trên mà dễ thay đổi thì người ta nắp vào để chạy tốc độ 220. À, tốc độ 200 km/h thôi. Thế đến khi mà, bởi vì là thế này, cái đường sắt cao tốc này nó là một cái công nghệ mới với lại một đất nước, cho nên là bản thân nó lại phải tự tạo ra được cái sức hút để cho nhân dân. Và cái yếu tố thứ ba nữa là nó, bởi vì nó thiết kế để cho 20-30 năm sau, thế thì cái tôi đã nói là tiêu chuẩn thì phải phù hợp, nhưng mà cái GDP của từng đầu người ấy, thì nó cũng tăng lên theo đấy. Cứ như chúng ta bây giờ mà cứ 6,8% nó tăng dần đến 25 năm nữa thì lúc ý là cái thế hệ thanh niên bây giờ mới đi làm, người ta đủ tiền để mà người ta đi cái tàu đấy, chứ chúng ta lại bắt là người ta thiết kế cho tương lai xa, thế rồi lại lấy cái tiêu chuẩn mức sống của bây giờ áp vào thì nó không ý của anh hỏi là về cái điều kiện tự nhiên là hoàn toàn là tác động. Về ví dụ như là cái điều kiện, ví dụ Việt Nam là một trong những nước mà bị tác động biến đổi khí hậu nhiều nhất, cho nên ví dụ như là gió, tốc độ gió trước kia chỉ khoảng là cái điều kiện thiết kế khoảng 150 m/s, bây giờ có thể lên gấp 4 lần, gấp 5 lần. Thì cái lực ngoài tác dụng lên cái chuyển động với vận độ cao rất lớn. Thế nên là ý của anh nói là rất đúng. Khi đó chúng ta cũng phải tính toán. Đấy, bởi vì như thầy nói, tức là đối với bình thường, điều kiện bình thường đấy thì chỉ liên quan đến đường dây bán kính để tín hiệu, nhưng mà khi cái điều kiện khí hậu mà gió bão, nó chỉ cần một cơn gió bão rất mạnh thôi. Đấy thì như vậy cái ổn định của chuyển động là cũng phải xem xét. Đấy. Thì ý kiến đấy là đúng. Đấy, cũng phải nghiên cứu, nhưng tôi cho rằng sẽ được xem xét. Nếu như thi công thì chắc chắn là sẽ được xem xét. Nhiều người cứ nghĩ rằng là cái công nghệ Shinkansen ấy, hay động lực phân tán ấy, thì cứ nghĩ như là nó là thuở ban đầu nó mới sinh ra. Thế nhưng mà trong quá trình phát triển 50-60 năm ấy, thì bản thân nó cũng đã cập nhật những các công nghệ tiên tiến nhất vào đấy. Ví dụ như là chính là đường sắt Shinkansen đã phát minh ra cái công nghệ dự báo động đất. Xong đấy rồi thì bắt đầu mới lan tỏa sang cái lĩnh vực xây dựng nhà. Thế cho nên rồi cái thứ hai nữa là đoàn tàu ấy, nó phát hiện ra động đất thì nó tự động dừng, đảm bảo là, và bão đến cấp 5 thì nó vẫn đi, nhưng mà lớn hơn nữa thì nó cũng tự động dừng. Thế rồi là nó cũng lắp GPS tất cả các thứ, rồi các cái nó là cái động, thế còn nhà ga là cái tĩnh, nó cũng kết nối với nhau. Đấy. Ông Ký vẫn đang nói những ưu điểm về của công nghệ động lực phân tán của Shinkansen đúng không ạ? Vâng ạ. Có lẽ là chúng ta bàn về riêng về cái câu chuyện là công nghệ nào này, rồi tốc độ vận tốc ra sao cũng đã là chiếm hết cả một cái thời lượng rất là dài của chương trình rồi. Vâng. Không biết là ông Quân còn có ý kiến nào trước khi mà chúng ta kết thúc cái nội dung mà chúng ta bàn ngày hôm nay không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý rồi. Đấy là những cái thông tin để chúng ta chia sẻ. Vâng. Và mong các nhà làm đề án là lựa chọn, sàng lọc tất cả những cái đó ra. Vâng. Thực ra chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các chương trình đối thoại rồi, mỗi chương trình lại một góc nhìn khác nhau, một cái ý kiến khác nhau. Chúng tôi nghĩ là những người quyết định lựa chọn sẽ rất là phải cân nhắc. Tất nhiên là chúng ta cân nhắc thì chúng ta vẫn phải đưa ra những cái lý lẽ tại sao là chúng ta nên lựa chọn đúng như rồi. Vậy. Vâng ạ. Bởi vì ai cũng biết là cái gì cũng có hai mặt cả đúng không ạ? Đúng. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ngày hôm nay các khách mời đến với trường quay đối thoại và quan tâm tới cái chủ đề này. Tôi biết là còn rất nhiều những cái nội dung khác các khách mời muốn bàn luận, nào là vận tải hành khách hay vận tải hàng hóa, rồi câu chuyện về vốn, câu chuyện về phân kỳ đầu tư, thì có lẽ là chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời, thậm chí có thể quay lại gặp các khách mời ở một cái chủ đề nào đó liên quan tới dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn bốn vị khách mời đã cung cấp rất là nhiều thông tin cho quý vị khán giả, đặc biệt liên quan câu chuyện là chúng ta lựa chọn công nghệ nào. Vâng. Và một lần nữa thì chúng tôi xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục theo sát cái đề tài này, theo sát cái nội dung này để cung cấp thêm thông tin cho quý vị khán giả của chúng tôi và có số đối thoại tiếp theo ạ. Xin cảm ơn bốn vị khách mời ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV và www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.